Chào đón xuân Đinh Dậu, Lee Sandwiches xin chân thành cảm tạ và kính chúc quý khách hàng, quý đồng hương thân hữu cùng toàn thể nhân viên một năm mới hạnh phúc, bình an và an khang thịnh vượng. Tết Đinh Dậu năm nay, Lee Sandwiches luôn là cầu nối mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với người thân ở quê nhà. Lee Sandwiches sẽ thay quý vị giao quà mừng xuân, tận tay trao những chai, hộp cà phê, trà thái đến với người thân ở Sài Gòn, Việt Nam và hoàn toàn miễn lệ phí chuyên chở. Hãy gặp nhau ở Lee's, chúng tôi luôn là người bạn mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc đến mọi nhà.